Xin chào tất cả các bạn nhỏ ngôi nhà hạnh phúc. Hôm nay là buổi sáng rất tuyệt vời, thời tiết rất đẹp và có thể nói là một cái buổi sáng có ánh nắng, có gió và có các bạn nhỏ rất xinh xắn ở đây. Có ba bạn nhỏ, đó là bạn Gấu, đó là bạn Đậu và đó là bạn Bống. Và bây giờ thì cho tôi hỏi, cho phóng viên của Mì Tôm TV hỏi là các bạn trong thời gian ở nhà thì các bạn làm gì và các bạn đã có những cái giải pháp nào để phòng chống Covid trong thời gian ở nhà. Nhưng mà trước tiên thì rất muốn là các bạn hãy giới thiệu đôi chút về bản thân mình. Nào, bây giờ ai sẽ là người giới thiệu trước nhỉ? À vâng, xin mời Bống, Bống sẽ là người giới thiệu trước về bản thân mình. Mọi người cứ nói một cách thoải mái, chia sẻ một cách thoải mái. Tôi là Thanh Hà Phương, đang học lớp 4 tại trường tiểu học Ngọc Thụy. Sở thích của tôi là đi du lịch và ước muốn sau này của tôi là được làm nhà văn hoặc là ca sĩ. Wow, thật là tuyệt vời, sau này trở thành ca sĩ chắc là bạn Hà Phương hát rất là tốt. Tiếp tục xin mời bạn Đậu Đậu. Tên ở nhà là Đậu Đậu thì thực tên thật của bạn là gì và bạn mong muốn sau này làm gì? Sau này muốn làm nghề gì? Wow, sao lại muốn làm ca sĩ? Có biết hát không mà làm ca sĩ nhỉ? Vậy thì tí nữa cuối chương trình thì bạn Đậu sẽ gửi đến các bạn một bài hát nha. Cuối chương trình. Thế bây giờ xin bạn Đậu có thể giới thiệu đôi chút về người bạn bên cạnh mình không ạ? Cho bạn ấy ngồi dậy đi ạ. Bạn ấy quay phim mà bạn ấy lại nằm ra đấy thì nghe nó vẻ không hợp lý lắm. Rồi bạn Đậu hãy giới thiệu đôi chút về người bạn bên cạnh mình. Bạn bộ đội, bạn Gấu bộ đội, Gấu Bông bộ đội từ đâu đến ạ? Wow, bộ đội Sơn Tây. Sơn Tây thì có rất nhiều bộ đội. Thế mà bạn Gấu này đã vượt đường xa gần 100 cây số để đến với bạn Đậu, đúng không ạ? Bạn Đậu có yêu bạn Gấu không? Rất yêu đúng không? Thế thì có lời nhắn nhủ gì với bạn Gấu không? Nhắn nhủ gì nhỉ? Gấu đang ngủ thì nó lại tự nhiên buổi buổi ngủ buổi trưa xong rồi buổi chiều dậy thì để thấy con gấu nằm bên cạnh đúng không ạ? Thưa với bạn Đậu là con gấu này nó đã đi bộ hơn 60 cây số từ Sơn Tây xuống đây. Rất vất vả nhưng mà vì rất yêu em Đậu và sắp tới sinh nhật của em Đậu cho nên nhất quyết là em ấy phải đến trước sinh nhật để chúc mừng sinh nhật chị Đậu đấy. Thế thì hiện nay thì các bạn học sinh nhìn vào đây nào, Đậu, Đậu tất cả nhìn vào đây nào, tập trung vào màn hình đi. Các bạn học sinh ở nhà trong cái thời gian phòng chống Covid thì các bạn đã làm gì để phòng chống Covid và các bạn có thể chia sẻ cái cách. Không cho tay lên mắt mũi miệng ạ. Thế còn giải pháp nào khác nữa không, thưa các bạn? Ví dụ như mình có cần phải ăn uống uống sữa điều độ hoặc là ăn uống đầy đủ thể dục thể thao gì không nhỉ? Thế thì các bạn 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 Hà Phương sẽ chia sẻ cụ thể hơn một chút nào. À, chúng ta một cái khẩu hiệu. Các bạn có thể cho xem cái khẩu hiệu. Cái khẩu hiệu để thấp xuống chút để cho đỡ che bạn bạn Đậu đúng không ạ? Cái khẩu hiệu thật là tuyệt vời nhưng khẩu hiệu này nếu mà được tô màu lên thì sẽ rất tuyệt vời. Tôi là Đậu ở nhà không đi nhậu. Thế còn tôi là Bống thì sao? Hoặc là tôi là Phương thì sao ạ? Thì các bạn có thể ở nhà. Ở nhà thật dễ thương. Vậy thì các bạn hãy ngay chiều hôm nay các bạn hãy tô vẽ những cái khẩu hiệu để có thể về tên của mình
Ví dụ như tôi là Đậu ở nhà không đi nhậu, tôi là Phương ở nhà rất dễ thương, để chúng ta chia sẻ trên các trang mạng xã hội, đúng không ạ? Chia sẻ các trang mạng xã hội để kêu gọi mọi người hãy ở nhà nếu không cần thiết, đúng không? Để chúng ta cùng chung tay phòng chống dịch COVID thành công ở Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung, được không ạ? À, nếu được thì tất cả các bạn hãy vỗ một tràng pháo tay. Vâng, xin Mì Tôm TV xin trân trọng cảm ơn tất cả các bạn trong gia đình hạnh phúc. Vâng, nào các bạn hãy quay lại đây để chụp một kiểu ảnh kỷ niệm nào. Nào. À đúng rồi, và sau đây thì còn một cái tiết mục nữa, ca sĩ tương lai Đậu Đậu sẽ gửi đến quý vị và các bạn một bài hát rất dễ thương. Bống sẽ dựng chú gấu lên để cho chú gấu được thưởng thức giọng hát của chị Đậu Đậu. Xin mời. Xin cảm ơn Đậu Đậu rất nhiều. Thế thì bạn Hà Phương có muốn gửi đến chương trình điều gì không? Hoặc là một bài hát hoặc là một bài thơ nào không? Hay một câu nói hay là một câu nhắc nhở mọi người nào không? À vâng, xin mời bạn xin mời. bài thơ cô và mẹ. Buổi sáng bé chào mẹ, chạy tới ôm cổ cô. Buổi chiều bé chào cô, rồi xào vào lòng mẹ. Mặt trời mọc rồi lạnh, trên đôi chân của con, hai chân trời của con là mẹ và cô giáo. Rồi. Xin cảm ơn. Như vậy thời lượng chương trình phát sóng của chương trình của kênh Mì Tôm TV đã sắp hết. Rất cảm ơn ba bạn Bống, Đậu và Gấu Bộ Đội đã tham gia chương trình trong ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn và chúc cho ba bạn luôn vui tươi, sức khỏe ngoan ngoãn và học tập tiến bộ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.